Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Cảnh báo nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới ở miền Bắc và miền Trung. Ngày 17 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tháng 6 năm 2024, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Các chuyên gia cảnh báo, mùa hè năm 2024, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ khả năng sẽ xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng còn xảy ra đến tháng 8 năm 2024 và tập trung chính trong tháng 7 năm 2024. Tại Trung Bộ, nắng nóng còn xảy ra đến tháng 9 năm 2024, tập trung chính trong tháng 7-tháng 8 năm 2024. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ở khu vực Trung Bộ, khô hạn có khả năng kéo dài đến tháng 8 năm 2024. Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có thể xuất hiện dông nhiệt. Ngày 17 và dự báo ngày 18 tháng 6, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hòa Bình và từ Bình Định đến Bình Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực vùng núi Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đến ngày 18 tháng 6 vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Miền Bắc đối diện với nắng nóng gay gắt, miền Trung thì có nơi vượt quá 40 độ C. Thủ đô Hà Nội hôm nay thì nền nhiệt độ tăng nhanh trên 39 độ C, trời nắng rát và oi bức trước khi có mưa dông về chiều tối và đêm. Khu vực miền Trung nắng nóng đặc biệt gay gắt, nền nhiệt độ có nơi trên 40 độ C. Đặc điểm của nắng nóng đợt này. Đặc điểm của đợt nắng nóng lần này là tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, những nơi khác ở vùng núi Trung Du, Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng ghi nhận nắng nóng nhưng không quá gay gắt. Dự báo Hà Nội duy trì đến 38 độ và trên 38 độ trong suốt tuần tới. Cao điểm của đợt nắng nóng lần này là rơi vào các ngày từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6. Mức nhiệt cảm nhận ngoài trời có thể lên tới 44 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Dự báo thời gian kết thúc nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và miền Trung. Theo biểu đồ nhiệt độ của cơ quan khí tượng, tình trạng nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sẽ kéo dài ít nhất đến hết ngày 22 tháng 6. Từ ngày 23 tháng 6, hình thế nắng nóng tiếp diễn nhưng có xu hướng giảm nhiệt. Trong khi đó, nhận định nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nếu quý vị thấy hay, xin hãy bấm like và share tới bạn bè người thân của mình để chia sẻ những thông tin hữu ích. Và đặc biệt, nhấn sub để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.